Chào anh em, thì hôm nay mình review chiếc T50 đời 2008 ha. Xe gọi là xe cọp á, cực kỳ đẹp. Rất đẹp nha anh em. Bao gồm bẩn kính riêng theo xe, rồi vỏ trước luôn, có cái thùng phía sau cho anh em luôn. Sưu tầm thì độc nhất vô nhị, dứt đi. Máy móc thì kim rô. Xe này đáng để anh em sưu tầm nè. Giá thì cũng hơi căng á ha. 68 triệu cho anh em sưu tầm, được thì nhất. Đủ khả năng tài chính thì chơi chiếc này. Sau này bán lên 100 phải ra. Xe nguyên bản nha, không lai tạp bất cứ một vấn đề gì hết. Nên ngắm nhìn là biết từng con ốc luôn. Không dọn dẹp gì hết nha. Rồi anh em sưu tầm thì alo ha. Số điện thoại 0978 797978. Đây một số hình ảnh mình chụp, anh em chụp và gửi về. Thì anh em có nhu cầu thì làm liền ha. Xe này thì cũng có nhiều anh em đặt hàng rồi, nên mình đăng vậy thì nếu mà anh em chốt kịp sớm á, thì hụt về tay chơi của anh em đó. Còn anh em nào chậm hơn thì thông cảm ha. Nhìn thấy sướng chưa? Vành niềng căm là toàn bộ là rim tất tần tật ha. Bây giờ thắng chưa? Cần đập thắng rồi, nhìn thấy cũng cần đập số rồi, nhìn thấy sướng rồi không? Đó, đùm trước căm rồi, mọi chi tiết đều còn xanh lét luôn, còn mới xanh luôn á. Hơn 5.200 cây số thôi, kèn còi xi nhan gì ok hết. Đèn xe, cặp đèn xi nhan trước sau là khỏi chơi, không chơi chỗ nào luôn. Nó có cái thùng màu đen cho đựng đồ cho anh em á. Kính có kính chắn gió luôn. Đó, anh em mà nhu cầu chơi xe thật, gọi là xe gọi là chơi xe phong cách đó, thì dứt chiếc này về chạy lòng vòng cà phê cho các bác lớn tuổi đi cà phê là khỏi chơi, không chơi vào chỗ nào luôn. Quá đẹp. Vừa sáng mà vừa đẹp nữa ha. Bẩn thì khỏi chơi. Quá đẹp, không rạn thì tí gì luôn. Nhìn mê. Đó, anh em là chơi phong cách thì chơi chiếc này trước đi. Kèn còi bình xăng con rồi đầu lòng nguyên tất hết luôn, vỏ heo xe luôn, quá đẹp. Là xe gọi là xe VIP ha, xe cọp luôn á. Ra là có ít ai đụng hàng rồi. Những cái phụ tùng đó mình mua là không phải dễ mua đâu nha. Đó, bảo dây riêng luôn nè, vẫn nhìn thấy đã chưa. Đó, anh em nào có điều kiện thì nên sưu tầm chiếc này, rất đẹp. Hơi mòn một chút xíu thôi chưa. Đó, nó có thùng phía sau nữa. Thế vậy chứ anh em về là mê mẩn luôn á, nhìn chảy nước miếng á, dẫn đâu. Chơi cái này thì nên chơi, đủ khả năng thì chơi. Còn chưa thì từ từ tìm chiếc giá trị thấp hơn ha. Đó, chân thắng nè, còn sáng ha, hơi mòn xíu thôi, không phải mòn nhiều. Tem super cup nè.
Đó, đã chưa? Cỡ này mà không rinh về là không rinh về đội là cũng hơi tiếc ha. Đây ra sao này không? Quá đẹp, mời. Cái này mà chơi là đúng chất luôn nè. Rồi anh em nào đam mê xe cổ sưu tầm thì alo số điện thoại 0978 7978 nha. Thì nếu mà xe còn thì mình sẽ liên hệ với anh em, còn xe mà bán rồi thì anh em thông cảm chút xíu ha. Đó, nhìn sướng chưa, rất sáng nha, chứ không phải là gọi là lát bóng gì hết ha, lát đốm gì hết nha. Đó, siêu đẹp không, quá chuẩn luôn. Rồi, cảm ơn em, hẹn gặp lại anh em ở video sau. Chào anh em.